Mục tiêu của phần bài học này là các anh chị sẽ nắm được các định nghĩa phân loại cấu trúc của saponin. Các cái tính chất cơ bản của saponin. Các cái tính chất cơ bản của saponin, các nguyên tắc định tính chiết xuất, định lượng saponin và các dược liệu có chứa saponin. Mình sẽ học một số các dược liệu bao gồm là cam thảo, nhân sâm, sâm Việt Nam, ngũ gia bì, thiên môn, rau má, tam thất, ngu tất, nguyễn trí và mạch môn. Về đầu tiên thì các anh chị sẽ nêu được một số các cái tính chất đặc biệt của hợp chất saponin. Về định nghĩa thì saponin là các cái glycosid thường gặp rộng rãi ở thực vật và đôi khi ở động vật. Thì từ bữa tới giờ mình học một số các cái dược liệu ha, thì các anh chị nhớ giúp mình là một số các nhóm sau đây nó sẽ gặp được ở động vật ha. Nếu mà đón tính trắc nghiệm người ta có hỏi thì các anh chị nhớ giúp mình, đó là vừa học là glycosidin có ở trong con cóc, thứ hai nữa là các cái anthracnose phẩm nhuộm ha, phẩm nhuộm mà mình tìm thấy ở được một số các cái loài bọ rệp đó, nó bám vào trên cây. Thứ ba là alkaloid ha, alkaloid cũng tìm thấy được ở một số động vật, và bây giờ mình học saponin ha, saponin cũng được tìm thấy ở động vật luôn. Và tính chất đặc biệt của các cái saponin này là các anh chị nhớ một cái thôi là các anh chị sẽ nhớ được các cái tác dụng còn lại ha. Tính chất của nó là các cái tính là hoạt động bề mặt. Saponin có tính chất hoạt động bề mặt. Hoạt động bề mặt có nghĩa là nó sẽ làm giảm sức căng bề mặt, giảm sức căng bề mặt, và nó sẽ tạo bọt khi mà mình lắc được với nước ha. Vì cái khả năng tạo bọt này nên mình đặt tên cho các hợp chất có khả năng tạo bọt đó là sabo đó các anh chị. Cũng vì khả năng hoạt động bề mặt ha, nên nó sẽ làm tẩy bớt các cái chất nhớt nhầy ở mang cá và làm cho cá không thể hô hấp được, nên saponin sẽ độc với cá và một số các cái động vật thân mềm như là giun và ốc sên. Khả năng hoạt động bề mặt này còn làm cho các cái saponin sẽ tạo phức được với lại cholesterol, tạo phức không tan với cholesterol. Và đây là một trong những cái cách mà nó sẽ giúp tinh chế saponin trong quá trình chiết xuất. Và cũng bởi vì là tạo phức không tan với cholesterol ha, nên nó sẽ tạo phức với cholesterol trên màng hồng cầu, làm cho phá vỡ cái tế bào hồng cầu. Nên saponin ha, nó sẽ có tính phá huyết, làm vỡ tế bào hồng cầu do tạo phức với các cholesterol trên màng hồng cầu. Saponin thì thường sẽ có vị đắng ha, có vị đắng, và ví dụ như là cây khổ qua ha, cây khổ qua có chứa các cái saponin nên nó sẽ có vị đắng. Rau má nó cũng chứa saponin nên mình ăn mình thấy nó hơi nhẵn nhẵn ha. Hoặc là như tam thất ha, tam thất cũng có chứa saponin nên các anh chị ăn tam thất thấy rất là đắng. Ngoài ra nó sẽ gây kích ứng da và niêm mạc ha. Ví dụ như là khi mà các anh chị mình đốt bồ kết á, đốt bồ kết để mình làm cái nước dầu gội đầu thì mình ngửi thấy cái mùi đó mình rất là dễ bị kích ứng và gây hắt xì. Tuy nhiên mình sẽ có một số ngoại lệ ha. Có một số saponin nó sẽ không thể hiện đầy đủ các cái tính chất trên, như là các cái saponin có ở trong loài Similac thì nó sẽ không có tính phá huyết và tạo phức với lại cholesterol. Hoặc là các cái ginsenosid ha, ginsenosid là các cái saponin có trong cây nhân sâm thì nó có hoạt tính là phá huyết yếu ha, hoạt tính phá huyết yếu nên là mình có thể dùng các cái nhân sâm mình dùng dài được ha. Rồi một số các hợp chất khác nó không phải là saponin nhưng mà nó vẫn sẽ có cái khả năng tạo bọt như là glycosidin, protein hoặc là các cái chất nhầy, nó có khả năng tạo bọt.
Rồi, vậy thì với câu đầu tiên ha, nêu các cái tính chất đặc biệt của saponin thì các anh chị nhớ với mình đầu tiên đó chính là cái khả năng hoạt động bề mặt ha. Cũng vì cái khả năng hoạt động bề mặt này nên nó sẽ tạo bọt với nước ha. Nó sẽ gây độc cá, tạo phức với cholesterol, phá vỡ làm phá vỡ tế bào hồng cầu và gây kích ứng da và niêm mạc. Rồi tiếp theo mình sẽ nêu được thành phần cấu tạo của một saponin. Rồi saponin thì là một glycoside ha, nên cấu tạo của nó sẽ gồm có hai phần là phần không đường và phần đường, hay còn gọi là phần alicon và phần đường. Rồi phần không đường này mình sẽ gọi nó là saponin. Saponin, chữ genin có nghĩa là không có đường ha các anh chị. Rồi ở dạng kết hợp ha, ở dạng kết hợp giữa phần saponin và phần đường thì mình sẽ có các cấu trúc là mình gọi nó là saponosid. Saponosid. Rồi và dựa vào cái cấu trúc của các cái saponin ha. Dựa vào cấu trúc của saponin thì người ta sẽ phân loại các saponin thành hai nhóm, đó là các cái saponin G-tetben và saponin steroid. Rồi saponin G-tetben ha, tetben là 10, G-tetben là 30. Saponin G-tetben thì mình sẽ nhớ nó có tới 30 carbon. Rồi saponin steroid thì sẽ gồm 27 carbon nha các anh chị. Hồi nãy mình học glycosidin ha, nó cũng có cấu trúc steroid nhưng mà cấu trúc steroid của glycosidin thì chỉ có 19 carbon thôi. Còn của steroid của saponin thì mình gồm tới 27 carbon lận. À, vậy thì bây giờ các anh chị mình sẽ tiến hành phân biệt saponin G-tetben và saponin steroid. Làm sao để mình phân biệt được saponin cái chất nào thuộc nhóm G-tetben và chất nào thuộc nhóm steroid? Thì saponin G-tetben hay saponin steroid thì đều là những cái hợp chất mà có vòng 6 cạnh hoặc là vòng 5 cạnh. Vậy thì mình sẽ nhìn vào cái vị trí ở carbon số 4 và carbon số 14 để mình phân biệt saponin G-tetben và saponin steroid. Rồi, vậy thì nếu mà ở vị trí carbon số 14 và số 4 ha, mình có các cái nhóm thế ha. Như ở đây, các anh chị thấy là các chất này nó có những cái nhóm thế ở vị trí carbon số 4 và số 14 thì nó sẽ thuộc nhóm saponin G-tetben. Saponin steroid thì sẽ không có các nhóm thế ở vị trí carbon số 4 và số 14 ha. Rồi, vậy thì nếu mà mình đánh số các cái hợp chất sau 1, 2, 3, 4. Rồi, mình đánh số 4 cái hợp chất này thì các anh chị hãy giúp mình phân biệt được chất nào thuộc saponin G-tetben và chất nào thuộc saponin steroid. Đúng rồi ha chị Phận ơi, 13 ha, 13 mình có các cái nhóm thế ở vị trí số 4 và 14 ha, nên nó sẽ thuộc
saponin triterpen. Còn chất số 2, số 4 là mình không có các nhóm thế ở vị trí số 4 và 14 nên nó sẽ thuộc saponin steroid. Vậy thì tiếp theo mình sẽ tiến hành phân loại các cái saponin triterpen và saponin steroid. Rồi, trước kia thì saponin mình sẽ phân thành saponin trung tính và saponin axit, nhưng bây giờ mình sẽ phân loại saponin dựa trên cái cấu trúc của phần alicon, nên mình sẽ phân thành các cái saponin triterpen và saponin steroid. Saponin triterpen thì mình sẽ chia thành hai nhóm, đó là nhóm saponin triterpen 5 vòng và nhóm saponin triterpen 4 vòng. Trong hai cái nhóm này các anh chị lưu ý giúp mình ha. Một số các nhóm nhỏ như là oleanan, uxan và ở cấu trúc saponin triterpen 5 vòng và damaran ở saponin triterpen 4 vòng. Rồi, đối với saponin steroid thì mình có hai nhóm là nhóm steroid và nhóm steroid alkaloid. Thì cái chữ alkaloid này có nghĩa là trong cái cấu trúc steroid của mình nó sẽ có chứa các cái nitơ ha, nên mình gọi nó là steroid alkaloid. Rồi, mình đến câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 hỏi các cái saponin sau thuộc nhóm nào? Saponin sau thuộc nhóm nào? Rồi, khi mà đầu tiên mình nhìn vào cấu trúc của hai cái saponin này thì các anh chị thấy là ở vị trí số 4 và số 14 nó có các cái nhóm thế. Nên hai cái saponin này chắc chắn sẽ thuộc nhóm triterpen. Sau khi mình phân vô hai nhóm saponin này thuộc nhóm triterpen thì các anh chị sẽ đếm số vòng ha. Chất đầu tiên mình có 5 vòng nên nó sẽ thuộc saponin triterpen 5 vòng. Chất thứ hai thì có 4 vòng thôi nên nó sẽ thuộc saponin triterpen 4 vòng. Còn một cái chất nữa, chất này mình đánh thành chất số 3 đi. Chất số 3 này thì cũng có nhóm thế ở vị trí số 4 và 14, đồng thời nó có 5 vòng nên mình gọi nó là saponin 5 vòng. 1, 3 thuộc nhóm 5 vòng, còn chất số 4 thì mình thấy nó thuộc nhóm 4 vòng. Rồi, tiếp theo câu số 6, mình sẽ xem các cái saponin sau thuộc nhóm nào. Rồi, cấu trúc của hai saponin này đều không có nhóm thế ở vị trí số 4 và số 14 nên nó sẽ thuộc nhóm saponin steroid. Đây là chất số 1, đây là chất số 2. Rồi, ở chất số 2 các anh chị quan sát thấy trong cấu trúc này có chứa một cái nitơ ha, có chứa nitơ nên chất số 2 sẽ thuộc nhóm steroid alkaloid. Còn nhóm đầu tiên thì mình vẫn thuộc nhóm steroid thôi. Bây giờ mình sẽ học cách đánh số trên khung steroid. Mình có một cái khung steroid như thế này. Vậy thì mình sẽ đánh số trên khung như thế nào? Cách đánh số trên khung của saponin thì nó cũng sẽ tương tự như là của lycosidin ha các anh chị. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đánh cái số vòng theo thứ tự là từ trái sang phải ha. Với thứ tự là A, B, C, D, E. Mình có 5 vòng nên mình đánh A, B, C, D, E. Rồi, tiếp theo cũng giống như là lycosidin
thì mình sẽ đánh số trên vòng A và B chung, sau đó mình sẽ đánh lần lượt số trên vòng C, D và vòng E. Vậy thì ở vị trí đầu tiên này, mình đánh là số 1. Sau đó mình sẽ đánh ngược chiều kim đồng hồ cho đến hết vòng B. Mời các anh chị đánh số chung với mình luôn ha. Rồi, sau khi đã đánh số hết vòng A và B rồi thì mình sẽ đánh lần lượt vòng C, D và vòng E. Tương tự như là ly của system thì vòng C ha, mình sẽ đánh cùng chiều kim đồng hồ. Đây là vị trí số 11, 12, 13. Đây là vị trí số 14. Rồi đến tới sau khi đánh hết vòng C thì mình sẽ đánh qua vòng B ha các anh chị. Mình đánh qua vòng D, vòng D mình đánh cùng chiều kim đồng hồ. 14 xong đến 15. 16. 17. 18. Rồi sau khi hết vòng D thì mình sẽ đánh số qua vòng E. Qua vòng E ha các anh chị. Và lúc này mình đánh cùng chiều. Và lúc này thì mình sẽ đánh cùng chiều kim đồng hồ. 18, 19. À không, chỗ này đánh vị trí số 17. Rồi đánh đúng số 22. Rồi sau khi mà mình đã đánh số trên cái khung của Sabonin rồi thì mình sẽ bắt đầu đánh ở các cái vị trí nhóm thế ha, nhóm thế. À, thì bắt đầu là ở vị trí số 4 này trước. 23 24 25 26 27. Rồi, vậy là mình đã hoàn tất cái việc đánh số trên khung, đánh số trên khung của Sabonin. Rồi ở các cái số này thì các anh chị nhớ giúp mình là vị trí số 4 và vị trí số 14 ha. Vị trí số 4 và vị trí số 14. Nếu có gắn nhóm thế ở vị trí số 4 và vị trí số 14 thì mình sẽ có các Sabonin thuộc nhóm tri tẹt ben. Còn nếu không có nhóm thế ở vị trí số 4 và 14 thì mình sẽ có các cái Sabonin thuộc nhóm steroid. Rồi, ở đây ha, ở số 4 và 14 mình thấy có các nhóm thế nên cái cấu trúc này sẽ thuộc nhóm tri tẹt ben. Nhưng các anh chị thấy là nó có tới 30 carbon. Rồi. Các anh chị có thắc mắc gì không? Có cần mình phải nói lại phần này cho các anh chị không? Nếu mà không có gì thắc mắc hết thì hôm nay mình dừng ở đây ha các anh chị. Và mình dừng ở phần slide số 7. Câu hỏi số 7 đánh số trên khung slide số 13. Rồi thì ngày mai là ngày nghỉ lễ, mình chúc các anh chị một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.